Chiều 8 tháng 9, huấn luyện viên Philippe Chaussier đã công bố danh sách rút gọn 26 cầu thủ của đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho trận giao hữu dịp FIFA Day với Palestine ngày 11 tháng 9 tại sân Thiên Trường, Nam Định. Nhìn chung, danh sách rút gọn không có quá nhiều bất ngờ khi nòng cốt vẫn sẽ là các trụ cột trước đây ở đội tuyển Việt Nam. Theo đó, những trụ cột như Quang Hải, Quế Ngọc Hải, Công Phượng, Tiến Linh, Hoàng Đức, thủ môn Đặng Văn Lâm tiếp tục được ông Chaussier trọng dụng. Trong 5 cầu thủ mà nhà cầm quân người Pháp trả lại câu lạc bộ, đáng chú ý có trung vệ Bùi Tiến Dũng của Viettel, một cái tên thường xuyên góp mặt ở đội tuyển quốc gia trước đây. Thay vào đó, hai gương mặt mới trụ lại ở hàng thủ là Giáp Tuấn Dương và Phạm Trung Hiếu. Hai cầu thủ này sẽ cạnh tranh suất đá chính cùng các cựu binh khác như Thanh Bình, Đỗ Duy Mạnh, Hồ Tấn Tài, Bùi Hoàng Việt Anh và Quế Ngọc Hải. Trong số 4 gương mặt còn lại chia tay đội tuyển Việt Nam, có đến 3 tân binh gồm Dương Văn Hào, Hữu Sơn, Hoàng Thái Bình. Cái tên còn lại là Đinh Thanh Bình của Hoàng Anh Gia Lai. Riêng trường hợp của cầu thủ Việt Kiều An Khánh, do không đáp ứng yêu cầu ở cả U23 lẫn đội tuyển quốc gia nên anh đã trở về Cộng hòa Séc từ ngày 6 tháng 9. Ở hàng công, bộ đôi đang thi đấu ở nước ngoài là Công Phượng và Văn Toàn vẫn được giữ lại, mặc dù 3 tháng qua hai cựu cầu thủ của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai chưa ra sân phút nào. Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam sẽ có thêm một ngày tập luyện tại Hà Nội trước khi di chuyển tới Nam Định vào ngày 10 tháng 9. Trước khi tới Nam Định, ông Chaussier sẽ chốt danh sách chính thức gồm 23 cầu thủ. Đây là trận đấu thứ 3 của ông Chaussier trên cương vị huấn luyện viên trưởng đội tuyển Việt Nam. Ở hai trận trước đó vào tháng 6, đội tuyển Việt Nam thắng đội Hồng Kông và Syria cùng tỷ số 1-0. Chiều 8 tháng 9, đội tuyển Palestine đã có mặt tại Nam Định. Theo VFF, đội Palestine đã mang đội hình chất lượng tới Việt Nam. Đáng chú ý trong số này là tiền đạo Odey Dabak đang chơi bóng cho câu lạc bộ Sarlewa, vì trong 27 trận ra sân cho câu lạc bộ này, Dabak đã ghi 10 bàn, có 5 pha kiến tạo. Một gương mặt khác đáng chú ý là tiền đạo cánh Ali Abu Anfa đang chơi bóng ở giải hạng tư Đức. Trên bảng xếp hạng FIFA, Palestine đứng thứ 96, chỉ kém đội tuyển Việt Nam một bậc. Trong 10 trận gần đây, thành tích của Palestine khá tốt khi thắng các đối thủ như Bahrain, Philippines, Yemen hay Mông Cổ và cầm hòa Ả Rập Xê Út. Mới đây, đội tuyển Palestine để thua Oman 1-2 ở trận giao hữu.